Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa ông Donald Trump yêu cầu được bồi thường các nguồn lực đã chi cho chiến dịch tranh cử. Ông Trump viết trên trang cá nhân chốt Social Suốt thời gian qua, Đảng Cộng Hòa đã chi tiền vô ích để tiến hành chiến dịch tranh cử với một ứng cử viên có vấn đề về sức khỏe, quyết định rút lui khỏi cuộc đua của ông Biden vốn nằm trong tầm dự đoán, sau tất cả, chẳng phải Đảng Cộng hòa nên được bồi thường hay sao? Ông Trump và một số đảng viên Đảng Cộng hòa cũng cho rằng tình trạng sức khỏe của ông Biden đã bị che giấu trong một thời gian dài. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu Quốc hội điều tra vụ việc, đồng thời cho rằng Đảng Dân chủ đã ngăn cản người dân nhìn thấy những gì mà họ cần phải thấy. Ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024, đồng thời ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông gánh vác trọng trách làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Theo giới quan sát, quyết định trên là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông chủ thứ 44 tại Nhà Trắng, cho thấy Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã phải khuất phục trước sức ép từ nội bộ Đảng Dân chủ muốn ông ngừng cuộc đua sau màn trình diễn đáng thất vọng trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình với ông Trump hôm 27 tháng 6 vừa qua để nhường chỗ cho một ứng cử viên trẻ trung năng động hơn. Đến nay đã có ít nhất 5 thượng nghị sĩ và hơn 30 hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ công khai kêu gọi ông Biden dừng bước và trao ngọn đuốc cho một ứng cử viên khác với lập luận rằng ông không thể giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Các nhà phân tích nhận định, Phó tổng thống Kamala Harris đang nắm một số lợi thế rõ ràng khi bà nằm trong danh sách ứng cử viên chiến thắng năm 2020 và là người nhận được hàng triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm nay ngoài ra bà đã vận động tranh cử trong nhiều tháng tại các bang giao động là gương mặt đại diện cho nỗ lực thúc đẩy quyền phá thai của phụ nữ và điều quan trọng nhất bà là ứng cử viên duy nhất có thể tiếp cận nguồn tài chính mà chiến dịch tranh cử biden harris đã tích lũy được trước đó nhiều nhà lập pháp dân chủ đã công khai tuyên bố sẽ ủng hộ bà harris làm ứng cử viên của đảng nếu tổng thống biden rút lui Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ nêu rõ, đảng này sẽ thực hiện quy trình để lựa chọn ra ứng cử viên mới thay thế Tổng thống Joe Biden sau khi ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Tuyên bố của Ủy ban Đảng Dân chủ nêu rõ, trong những ngày tới, đảng này sẽ triển khai quy trình minh bạch và có trật tự với một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Phó Tổng thống Kamala Harris ca ngợi Tổng thống Biden đã đưa ra quyết định mang tinh thần yếu nước, đồng thời tuyên bố sẽ giành được đề cử của Đảng Dân Chủ và đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Một số thành viên hàng đầu khác của Đảng Dân Chủ cũng đánh giá cao quyết định của ông Biden. Một số nước trên thế giới cũng đã có những phản ứng sau khi ông Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Nga cho biết đang theo dõi sát sao tình hình ở Mỹ, đồng thời nhận định sẽ có nhiều biến động trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng Anh Kier Starmer khẳng định tôn trọng quyết định của ông Biden và bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với nhà lãnh đạo Mỹ trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã ra tuyên bố đánh giá cao đóng góp của ông Biden cho quan hệ song phương. Về phần mình, thủ tướng Đức cũng ca ngợi các thành tựu của ông Biden trong việc củng cố tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. ngay sau khi tổng thống mỹ joe biden bất ngờ tuyên bố không tiếp tục tái tranh cử nhiều nhà lãnh đạo thế giới cùng các chính trị gia tại mỹ đã lên tiếng đánh giá cao những đóng góp của ông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua thông báo trên mạng xã hội x tổng thống biden cho biết quyết định của ông được đưa ra nhằm duy trì lợi ích lớn nhất của đảng dân chủ và đất nước ông cho biết sẽ có bài phát biểu vào cuối tuần này để thông báo rõ thêm về quyết định của mình Bên cạnh đó, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với Phó Tổng thống Kamala Harris được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc diễn ra vào tháng sau. Sau thông báo của ông Biden, nhiều chính trị gia của Đảng Dân Chủ như các cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer đã bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của ông nhấn mạnh tới những thành tựu mà tổng thống biden đã đạt được trên cương vị tổng thống mỹ góp phần quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của người dân và tăng cường vị thế của mỹ trên trường quốc tế lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới cũng bày tỏ tôn trọng quyết định của ông biden nhấn mạnh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ông trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tổng thống trong một thông báo ủy ban đảng dân chủ cho biết sẽ tiến hành quy trình để lựa chọn ra ứng cử viên tổng thống mới thay thế mà có thể đánh bại đối thủ donald trump của đảng cộng hòa Về quyết định rút lui đầy bất ngờ của tổng thống Joe Biden, người dân Mỹ đã có quan điểm khác nhau. Trong khi nhiều cử tri ủng hộ quyết định của ông Biden thì không ít người lại bày tỏ quan ngại về khả năng người thay thế ông làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ có thể đánh bại đối thủ Donald Trump. Đa phần người dân Mỹ đều đánh giá việc tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua là quyết định đúng đắn, nhưng lại có quan điểm trái ngược về việc ông ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay thế làm ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Hiện Phó tổng thống Kamala Harris đang có ưu thế nên trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Biden và nhiều quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, bà cũng sẽ phải cạnh tranh gay gắt với một số gương mặt tiềm tàng khác như thống đốc các bang California, Michigan, Pennsylvania, Kentucky hay Illinois. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ công của nước này sắp chạm mốc lịch sử khi trung bình mỗi ngày tăng thêm tới 8 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng nợ công dưới thời của chính quyền tổng thống Joe Biden hiện nay cũng ngang ngửa như dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Tại thời điểm này, nợ công của Mỹ đang ở mức 34.900 tỷ đô la Mỹ, tương đương hơn 120% tổng sản phẩm quốc nội GDP và gần chạm mốc lịch sử là 35.000 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ liên bang phải chi 892 tỷ đô la Mỹ trong tài khóa hiện tại để trả lại vay, nhiều hơn cả số tiền dành cho quốc phòng. Với tốc độ tăng như hiện nay, nợ công của Mỹ có thể gấp 1,7 lần GDP vào năm 2054. Cũng theo số liệu thống kê, nợ công của Mỹ đã tăng hơn 70% trong 7 năm rưỡi qua do làn sóng chi tiêu mới dưới thời chính quyền cựu tổng thống Donald Trump. Nợ công tăng gần 8.000 tỷ đô la Mỹ. Dưới thời tổng thống Joe Biden, con số cũng ở mức gần tương tự. Nhiều người dân Mỹ đã bày tỏ lo lắng về mức chi tiêu liên bang cũng như thâm hụt ngân sách hàng năm. <laughs> Truyền thông khu vực hôm qua đưa tin liên quân Mỹ Anh đã tiến hành 6 vụ không kích vào hai cảng do lực lượng Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen. Đáng chú ý, đợt tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau khi Israel cũng đã tiến hành không kích thành phố Hodeidah do Houthi kiểm soát bên Biển Đỏ. Cụ thể, vụ không kích mới nhất của Liên quân Anh-Mỹ nhằm vào các cảng Rasisa ở thành phố Hodeidat và cảng Midi ở tỉnh Hajar gần đó. Các vụ không kích mới diễn ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành không kích và phá hủy các cơ sở lưu trữ nhiên liệu và một nhà máy điện ở thành phố Hodeidat, khiến hàng chục người tử vong. Trước đó, cả chính quyền Yemen và lực lượng Houthi đều chỉ trích hành động gây hấn của Israel là vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, lực lượng Houthi cũng tuyên bố sẽ có hành động lớn để đáp trả. Từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi hiện kiểm soát phần lớn biển Bắc Yemen đã thường xuyên tấn công các tàu có liên hệ với Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine liên quan đến xung đột giữa Hamas và Israel tại giải Gaza.